913 triệu, giá khá cao. Tuy nhiên bạn sẽ có 3 điểm được và 2 điểm mất trên chiếc Toyota Hilux Adventure. Cái được số 1 là ngoại hình cơ bắp theo kiểu đúng chất Mỹ, hầm hố, và ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một chi tiết nhỏ nhưng mà hiệu ứng lớn là phần cua lốp đi theo xe. Tuy nhiên đối thủ Ford Ranger 2022 sắp về, thế nên lợi thế này sẽ không còn lâu nữa. Cái được số 2 là phần trang bị hơi bị tươm tất và chi tiết, và tôi đặc biệt ưa thích ở đây là bộ loa JBL, nghe hơi bị da gì luôn. Và riêng về chi tiết này thì tôi đã có một video ở trên TikTok. Động cơ 2.8 ở đây thì chạy cực khỏe, không cần bàn rồi. Con số là một chuyện thôi, còn cứ chất khoảng 500 cân lên thùng mà leo dốc thẳng đứng là chiếc Toyota Hilux lập tức lên tiếng. Và điểm trừ đầu tiên thì cũng nằm luôn ở đây, chúng ta có một cỗ máy mà tiếng kêu hơi bị to, thế nên khi các bạn ép tua thường xuyên vượt xe trên đường đèo sẽ không cảm thấy dễ chịu cho lắm. Cuối cùng là tới ông này, rất vững chãi, chắc hơn bản trước. Tuy nhiên do xe hơi nhiều, nói chung là nặng tải thì ok, chứ nhẹ tải thì ngồi xe này hơi nhọc.